Rồi, xin chào các bạn G-Shock fan yêu quý của Belo. Và ngày hôm nay thì trên tay mình đang là một cái phiên bản G-Shock rất là hot trong những ngày vừa qua. Nó sẽ là một cái sự bổ sung hoàn toàn mới cho dòng G-Shock GA2001. Đấy, chúng ta đã có những cái phiên bản G-Shock trước đây, ví dụ như là GA2001 này, GM2001 này, GAB2001 này, hay là chúng ta có GMB2001 này. Và chúng ta có rất là nhiều những cái phiên bản G-Shock trước đây rồi. Tuy nhiên thì với những cái phiên bản mà G-Shock GA2001 mà phối hợp giữa vỏ thép và dây nhựa đen thì chúng ta đang thiếu đi cái tính năng pin năng lượng mặt trời và kết nối Bluetooth. Và Casio họ đã tiếp tục ra mắt cái module hoàn toàn mới, đó là module 5729 cho dòng GBM2001. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ sưu tập với sự bổ sung rất là đáng giá cho những mẫu G-Shock của GA2001 đang có mặt ở trên thị trường cũng như là tại Belo. Chúng ta sẽ có thêm về tính năng pin năng lượng mặt trời, cùng với đó là kết nối Bluetooth rất là tiện lợi. Và đi kèm với đó thì GBM2001 cũng là một cái phiên bản cũng sẽ rất là dễ mua. Chúng ta sẽ có một cái mức giá nó chỉ sau khi sale nó chỉ khoảng hơn 7 triệu một chút là chúng ta đã sở hữu được rồi. Đây là một cái tầm giá rất hợp lý cho thiết kế cũng như là những cái tính năng rất là đẹp này. Và chúng ta sẽ cùng mở hộp mà trực tiếp tại Belo nha. Với GBM2001 thì chúng ta cũng sẽ được trang bị những cái bộ hộp rất là quen thuộc với các bạn G-Fan rồi. Đấy, chúng ta sẽ có được cái sách hướng dẫn sử dụng nhanh cho những cái phiên bản kết nối Bluetooth. Với những cái phiên bản kết nối Bluetooth thì chúng ta cũng không có quá mất công đọc cái hướng dẫn sử dụng này làm gì. Chúng ta sẽ cài đặt cái ứng dụng Casio Watches và chúng ta sẽ kết nối trực tiếp đồng hồ với cả ứng dụng này, và sau đó là chúng ta tiến hành sử dụng như bình thường nha. Chúng ta sẽ tinh chỉnh những cái thông số ở trên ứng dụng đấy, nó sẽ nhanh chóng và đơn giản hơn rất là nhiều. Những chiếc G-Shock tại Belo thì chúng ta sẽ luôn luôn nhận được cái chế độ bảo hành song song, đấy là chế độ bảo hành International Warranty Card, tức là cái chế độ bảo hành quốc tế với thời lượng là 1 năm, và bảo hành toàn quốc Việt Nam. Chỉ riêng Việt Nam chúng ta sẽ nhận được cái chế độ bảo hành 5 năm cho thân máy và pin, rất là tuyệt vời. Và sau khi mà các bạn hết hạn bảo hành thì chúng ta có thể mang trực tiếp qua 2 địa chỉ chính thức của Belo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ được thay pin miễn phí trọn đời. Và đây thì chúng ta sẽ có một hộp thiếc lục giác này, rất là quen thuộc này. Đấy, thì với G-Shock đã rất là nổi tiếng rồi, nhưng mà với những các bạn mà chúng ta mới lần đầu mua G-Shock thì thỉnh thoảng các bạn cũng có những câu hỏi với Belo như là G-Shock chống nước được không. Thì xin thưa với các bạn là đã mang thương hiệu đồng hồ G-Shock thì chúng ta sẽ luôn luôn có khả năng hấp thụ lực va đập này, tạo nên cái khả năng chống sốc của đồng hồ này, và chống nước ở mức 23, tức là 200m. Tức là với một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu G-Shock được thành lập năm 1983 đến nay thì nó sẽ luôn luôn có hai tính năng chính, đấy chính là chống va đập và chống nước. Đó, thì khi mà các bạn mua đồng hồ G-Shock thì chúng ta sẽ luôn luôn yên tâm là nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ rất là bền với khả năng chống va đập nhờ cấu trúc vỏ rỗng này. Và thứ hai là nó sẽ luôn luôn chống nước ở mức 23, tức là 200m. Các bạn có thể thoải mái đi bơi, đi biển và thậm chí đi lặn với bình dưỡng khí. Với tất cả những cái chiếc đồng hồ G-Shock đã mang thương hiệu đồng hồ G-Shock là chúng ta sẽ luôn luôn có khả năng chống nước tối thiểu 23. Mình nhắc đi nhắc lại nha, để các bạn chúng ta có thể luôn luôn yên tâm. Các bạn kiếm tìm một chiếc đồng hồ mà chúng ta có thể sử dụng một cách thoải mái, vô lo vô nghĩ khi mà chúng ta sinh hoạt, học tập và làm việc hàng ngày, hoặc là chúng ta đi chơi thể thao, thì G-Shock sẽ luôn luôn là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời. Và xin chào các bạn, với GBM2001A, đây sẽ là một cái phiên bản nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy được là nó khá là tương đồng với cả GM2001. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ có được cái sự khác biệt. Ở đây chúng ta sẽ có sự khác biệt ở cái mặt dial này. Đấy, cái mặt dial này thì nó sẽ có được những cái đường vân của những cái tấm hấp thụ năng lượng mặt trời, chính là những cái xám xám này, đấy, những cái kẻ sọc này, thì chúng ta sẽ, đấy là cái tấm nền để hấp thụ năng lượng ánh sáng để có thể sạc vào cái viên pin có khả năng sạc đi sạc lại này. Đấy, và nó tạo nên cái tính năng là pin năng mặt trời Touch Solar cho G-Shock GBM2001, và chúng ta sẽ có được cái chữ Touch Solar ở đây. Tiếp tục thì chúng ta sẽ có được cái sự khác biệt so với GM2001 ở cái phần sub dial vị trí 9 giờ này, thì chúng ta sẽ có được kim nó sẽ đang chỉ là
low, medium và high này, kim nó đang chỉ vào mức medium này, thì đây sẽ là một cái chỉ báo mức pin. Đấy, rất là tiện lợi, và các bạn chúng ta nhìn chúng ta sẽ rất là dễ dàng chúng ta biết được cái mức pin của đồng hồ hiện tại nó là bao nhiêu. Thì với những cái mẫu pin năng lượng mặt trời ấy, thì có một cái lời khuyên mà mình khuyên các bạn, đấy chính là chúng ta khi mà chúng ta đeo thì không sao đấy, nhưng mà khi mà chúng ta không đeo, chúng ta cất tủ chẳng hạn, thì các bạn nên để nó hở ra như này nha, chúng ta đừng có để nó trong bóng tối trong thời gian quá lâu. Thì khi mà trong bóng tối thì đồng hồ nó sẽ tự động kích hoạt cái tính năng tiết kiệm pin. Tuy nhiên thì nếu mà các bạn để trong bóng tối quá lâu thì pin nó cũng sẽ xảy ra cái tình trạng nó bị kiệt pin, và điều đấy thì nó không tốt một chút nào cho những cái viên pin mặt trời của chúng ta. Và do đó là khi mà các bạn không đeo thì chúng ta hãy để hở đồng hồ ra để cho nó tiếp xúc được với ánh sáng, và bất kỳ cái nguồn sáng nào thì G-Shock nó cũng sẽ luôn luôn nhận được ít nhiều những cái năng lượng, và từ đó thì nó sẽ luôn luôn đảm bảo cái khả năng hoạt động một cách liên tục cho đồng hồ của chúng ta. Và phần nửa trên của phần sundial thì nó sẽ là cái vạch chức năng, ví dụ như là World Time, Stopwatch, Color Timer. Chúng ta sẽ có được cả alarm nữa. Đấy, thì các bạn vẫn sẽ sử dụng như là tương tự như là cái GA21 hay GM21 thôi. Đấy, chúng ta sẽ có cái chế độ timekeeping mode này. Đấy, chúng ta sẽ có chế độ timekeeping mode này với nút bật đèn ở phía bên trên này. Đèn của nó thì nó rất là đẹp với đèn LED kép, tức là có một cái module đèn sáng cả ở cái vị trí 5 giờ này, và cả cái module đèn sáng toàn bộ cái màn LCD chủ động nền trắng và tách đen. Đó, để chúng ta có thể dễ dàng xem những cái thông số ở đây. Và chúng ta sẽ có thể đổi cái kiểu hiển thị ở cái chế độ timekeeping mode này. Đấy, thì chúng ta sẽ có thứ ba này, hoặc là giờ số này, 1:48 này, và đây chúng ta sẽ có ngày mùng 9 tháng 7 này. Đấy, chúng ta có thể đổi những cái định dạng này khi mà chúng ta kết nối với cả Bluetooth nha. Chúng ta sẽ kết nối Bluetooth với cả điện thoại thông qua ứng dụng Casio Watches. Thì các bạn sẽ, chúng ta sẽ tinh chỉnh những cái thông số này một cách dễ dàng rất là nhiều. Đấy, bộ dây vỏ của GBM2001 thì nó cũng sẽ cho chúng ta một cái cảm giác hoàn toàn tương đồng như là GM2001 thôi. Chúng ta vẫn sẽ có được cái vỏ thép đấy, được hoàn thiện theo kiểu phay xước này và vát bóng ở cạnh này, nó tạo nên những cái hiệu ứng bắt sáng cho chúng ta cũng rất là đẹp. Và cũng đã có rất là nhiều những bạn diễn viên, người mẫu trẻ trang bị cho mình những cái phiên bản GM2001. Thì bây giờ chúng ta có thể nâng cấp lên GBM2001. Đây là một cái phiên bản có thể nói là cực kỳ đẹp và rất là dễ đeo, như là một cái mức giá nó rất là hợp lý. Mức giá nó sẽ chỉ là 8.990.000 cho mức giá niêm yết thôi, và chúng ta còn được sale tại Belo nữa, thì các bạn có thể đặt mua ngay ở trên cái đường link mà mình để ở trong phần mô tả của video clip này. Đấy, mức giá sale thì nó sẽ chỉ đang là 7.192.000 thôi, đi kèm với cái chế độ bảo hành 5 năm cho thân máy và thay pin miễn phí trọn đời, thì mình nghĩ là sẽ không có một cái lý do gì để chúng ta ngần ngại khi mà trang bị cho GBM2001 tại Belo nữa cả. Và các bạn có thể thấy được chúng ta có được một cái phiên bản có thể nói là nó rất là vừa tay, đấy, rất là đẹp, là nó đem đến cho chúng ta một cái sự sang trọng nhưng mà nó rất là khỏe khoắn đấy. Và những cái dây cao su này thì nó đem lại cho chúng ta những cái cảm giác nó rất là mềm mại khi mà chúng ta đeo. Các bạn sẽ thấy là chúng ta nếu mà các bạn đeo những cái phiên bản đồng hồ dây thép này thì nhiều lúc mà nó sẽ hằn lên tay của chúng ta, nhưng mà những cái dây cao su này nó sẽ bớt đi rất là nhiều, và nhất là khi mà các bạn chúng ta để cái khóa cài dây ở một cái mức vừa phải thì chúng ta sẽ có được một cái trải nghiệm đeo nó sẽ vừa nhẹ vừa chắc đấy, mà nó rất là thoải mái. Và cái dây nhựa của GBM2001 thì nó cũng sẽ là tương tự như là cái dây nhựa của GM2001, nó rất là mềm. Đây là một trong những cái bộ dây mà mình rất là thích trên Casio G-Shock, nó đảm bảo cho chúng ta được cái độ chắc chắn và nó rất là mềm. Đấy, nó không bị cứng và nó sẽ hạn chế được cái phần hằn lên khi mà chúng ta đeo. Vỏ thép của GBM2001 thì đây là vỏ thép nguyên gốc nguyên bản của đồng hồ, do đó là nó có một cái độ hoàn thiện có thể nói là rất là sướng. Đấy, nó thích hơn nhiều những cái vỏ thép độ. Đấy, cầm lên nó sẽ có những cái độ hoàn thiện nó rất là tuyệt vời, nó không bị gai mà nó sẽ rất là mượt, và cái độ bóng của nó sẽ rất là tuyệt vời, và cái chất thép của hãng thì bao giờ cũng sẽ hơn rất nhiều so với cả những cái bộ thép độ rồi. Rồi, và ở đây chúng ta vẫn sẽ có khóa cài dây này. Khóa cài dây này chúng ta sẽ được sản xuất tại Trung Quốc này, Casio China này, và chúng ta cũng được hoàn thiện theo kiểu thép bóng. Đấy,
Mặt nắp lưng thì chúng ta sẽ có Case in China này, lắp ráp tại Trung Quốc này, nhà máy của Casio tại Trung Quốc nha các bạn. Chúng ta sẽ có Water Resistant 23 này, chống nước ở mức 23-200m này. Chúng ta sẽ có Touch Solar này, pin năng lượng mặt trời này, modun máy là 5729 này, dòng sản phẩm là GBM 2001. Và với loạt GBM 2001 thì chúng ta sẽ gồm có 3 cái phối màu khác nhau, đó là phiên bản 1A như mình đang trên tay các bạn xem. Chúng ta sẽ có phiên bản GBM 2001 A1A2 với một cái màu xanh nhẹ, xanh biển, nó nhẹ, rất là nhẹ nhàng, xanh sky, rất là đẹp. Đấy, và chúng ta cũng sẽ có màu GBM 2001 A1A3, chúng ta sẽ có được cái màu xanh lá. Đấy, một màu xanh lá khá là đậm và nó sẽ đem đến cái điểm nhấn nhá rất là thú vị và tươi sáng trên cổ tay của chúng ta. Và với các bạn mà chúng ta yêu thích sự đơn giản, đen trắng và thép không, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý cho các bạn. Và tiếp tục thì chúng ta sẽ còn có những cái thông tin của những cái IC này. Đây là những cái thông số của những cái kết nối Bluetooth mang cái tính thủ tục thôi. Nó không có ý nghĩa gì lắm. Đấy, với người dùng của chúng ta là chúng ta sẽ có Japan Movement này, bộ máy được sản xuất tại Nhật Bản này, và chúng ta sẽ có Stainless Steel Back này, với mặt nắp lưng bằng thép không gì. Đấy. Và ở đây thì mình cũng sẽ kết nối với cả ứng dụng Casio Watches cho các bạn xem và có thể tinh chỉnh cùng các bạn một số những cái tính năng nha. Rồi, đầu tiên thì các bạn chúng ta có thể download cái ứng dụng Casio Watches ở trên những cái chợ ứng dụng, mà tùy vào những cái hệ điều hành của bạn mà các bạn mà đang sử dụng, ví dụ như là iOS hay là Android, thì chúng ta đều có cái ứng dụng Casio Watches này hết. Các bạn chỉ cần gõ cái chữ Casio ra là chúng ta sẽ thấy ngay cái ứng dụng Casio Watches nha. Rồi, và ở trong màn hình chính của ứng dụng này thì chúng ta sẽ chỉ cần nút cộng này, và chúng ta sẽ chỉ cần nhập cái module máy với những cái phiên bản đồng hồ G-Shock mà các bạn mới mua này, thì chúng ta sẽ xem ngay trên phần tác giá này, chúng ta sẽ có module máy là 5729. Còn nếu mà các bạn chúng ta đã bóc tác giá ra rồi, chúng ta có thể xem cái mã module máy nó ở phần nắp lưng nhá, nó nằm đóng khung này. Đó. Ví dụ như mẫu này nó đóng khung ở đây này, 5729. Ok. Rồi chúng ta sẽ nhập cái số này vào đây. Rồi, next này. Ok, và chúng ta sẽ chọn được cái phiên bản màu này, GBM 2001 này. Rồi, GBM 2001 1A này. Register này, chúng ta sẽ đăng ký. Rất là đơn giản luôn. Và ok, và sau đó là chúng ta sẽ thực hiện theo hướng dẫn thôi. Đấy, chúng ta sẽ giữ nút mode này trong vòng ít nhất 3 giây. Đấy, để khi đồng hồ kêu tít tít lên. Rồi, và ngay lập tức thì điện thoại của chúng ta đã nhận được sóng kết nối rồi. Rồi, và chúng ta sẽ đã pairing complete, tức là đã kết nối thành công. Và ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy được là đồng hồ nó sẽ tự động đồng bộ giờ Home City với cả giờ điện thoại. Bây giờ đang là 11:55 buổi trưa. Và đồng hồ nó sẽ tự động đồng bộ luôn, và chúng ta không cần phải chỉnh gì hết. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy được các cái mức pin này. Đấy, mức pin của GBM 2001 mà mình đang trên tay của các bạn, cho các bạn xem, nó nằm ở trong hộp và mình vừa lấy ở trong kho ra. Sau đó là cái mức pin của nó đang là medium. Đấy, và nó cũng sẽ được báo ở đây, nó là 2/5 vạch. Đấy, medium thấp một tí. Và chúng ta sẽ có được những cái tinh chỉnh này, alarm này, đặt báo thức này. Các bạn có thể đặt được ở đây là 5 báo thức cùng lúc này. Và chúng ta sẽ có được cái signal, tức là cái âm báo tròn giờ. Thì các bạn, chúng ta có thể bật cái âm báo tròn giờ này lên. Đấy, hoặc là chúng ta bật báo thức lên này. Và chúng ta tinh chỉnh cái giờ báo thức này. Đấy, rất là dễ dàng. Và chúng ta có thể đặt được cùng lúc 5 cái chế độ giờ báo thức nha. Cái timer này, chính là cái countdown timer. Thì chúng ta có thể cài đặt được cái số phút mà chúng ta đếm ngược. Ví dụ như là một bài tập của chúng ta là 30 phút thì chúng ta có thể đếm ngược 30 phút nha. Ok. Reminder đây là một cái tính năng mà giúp cho chúng ta nhắc việc, hoặc là chúng ta nhắc những cái ngày kỷ niệm như là sinh nhật của những người thân trong gia đình của chúng ta, thì chúng ta có thể reminder ở đây. Đấy. Và chúng ta có thể nhập được cái tiêu đề
để khi mà nó nhắc việc thì chúng ta sẽ thấy được cái màn hình nó sẽ hiển thị ở đây, ví dụ như là sinh nhật bố, sinh nhật mẹ, sinh nhật người yêu, sinh nhật vợ, đó, sinh nhật con, thì chúng ta có thể đánh vào đây Alert setting này, đó, một lần này, hàng tuần này, hàng tháng này, hàng năm này, đấy, ok, chúng ta sẽ có những cái khoảng thời gian như vậy và chúng ta có thể nhập hết nó vào đây và ngày này, đấy, ok, và như theo đó thì nó cứ đến ngày thì chúng ta sẽ nhận được cái nhắc nhở để giúp cho chúng ta không quên được những cái dịp kỷ niệm quan trọng. Và tiếp tục chúng ta sẽ có giờ World Time. Đấy, giờ World Time thì nó sẽ là giờ quốc tế, thì mặc định Casio họ sẽ để cho chúng ta là giờ UTC. Đấy. Tức là giờ mốc 0, và ở đây thì chúng ta có thể cài đặt theo những cái giờ World Time mà chúng ta yêu thích, ví dụ như là chúng ta có thể cài đặt giờ World Time để chúng ta ở Munich này, để chúng ta có thể xem là Euro họ đang đá vào những cái giờ nào, thì chúng ta có thể để set những cái giờ World Time này đó, để chúng ta xem được những cái giờ của những cái múi giờ khác nhau. Và ở cái ứng dụng Casio Watches này thì Casio họ đã nâng cấp cái chọn múi giờ này lên thành bản đồ này, cũng rất là thú vị, để các bạn chúng ta có thể vào ứng dụng để chúng ta mày mò và vạch thêm nha. Đó, ở đây chúng ta sẽ có time synchronization này, chúng ta sẽ có được cái tự động đồng bộ và giờ khi mà chúng ta kết nối với cả điện thoại này, thì những cái tính năng này chúng ta cứ để im, chúng ta không cần phải tinh chỉnh gì cả. Manual hand adjustment này là chúng ta sẽ điều chỉnh lại kim giờ và kim phút, nếu mà xảy ra cái tình trạng mà kim giờ phút nó bị lệch nhau, thì kim giờ phút này, cái kim giờ và kim số này nó bị lệch nhau thì nó sẽ xảy ra khi mà một là chúng ta bị tác động vật lý quá mạnh lên đồng hồ, thì nó sẽ dẫn tới là những cái bộ kim này nó có thể bị xô chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ dẫn tới là giờ kim nó sai với giờ số. Đấy, thì các bạn có thể vào cái tính năng này để chúng ta có thể điều chỉnh lại cho cái giờ kim nó khớp với cái giờ số để cho chúng ta được có được cái trải nghiệm đeo tốt nhất. Ở đây chúng ta sẽ có phone finder này. Đấy, và chúng ta có thể bật mức âm lượng này, thì khi mà chúng ta giữ nút file này đấy, thì chúng ta sẽ có những cái âm lượng phát ra từ điện thoại của chúng ta đấy, để chúng ta có thể tìm kiếm điện thoại được một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn này. Và ở đây chúng ta sẽ còn có watch setting này, ví dụ như là key sound này đấy. Key sound nó có nghĩa là cái âm báo bàn phím này, khi mà chúng ta bấm nút mà chúng ta muốn không có tiếng thì chúng ta có thể tắt nó đi này, light này, nó là đèn này, và chúng ta có thể chỉnh thời lượng là 1,5 hoặc là 3 giây này. Đây chúng ta sẽ có watch display này, tức là kiểu hiển thị này, chúng ta có thể đổi 12 hoặc 24 giờ này. Đấy, chúng ta có thể đổi sang cái kiểu hiển thị ngày tháng này, ngày trước tháng sau cho đúng với cả Việt Nam của chúng ta này. Mặc định nó sẽ là tháng trước ngày sau. Đó. Mà còn chúng ta có thể đổi về ngày trước tháng sau. Đấy, power saving này, power saving này, cái chế độ tiết kiệm pin. Đấy. Thì nếu mà các bạn để đồng hồ trong chỗ tối từ 10 giờ đêm cho đến 6 giờ sáng thì cái đồng hồ của chúng ta nó sẽ tự động chuyển về cho cái trạng thái là tiết kiệm pin. Đấy, và khi mà có ánh sáng đấy thì nó tự động ngắt cái chế độ power saving và cho chúng ta được cái trải nghiệm đeo bình thường. Đấy, summer time này đó, là cái tiết kiệm giờ mùa hè, thì cái này thì các bạn nào mà chúng ta đi du học châu Âu, châu Mỹ thì chúng ta mới dùng này. Trên time display này đấy, chúng ta có thể đổi giữa giờ home city và world time được một cách nhanh chóng này. Connection time with the app này, khoảng thời gian kết nối với cả ứng dụng, nếu mà chúng ta không thao tác gì trong 3 phút thì nó sẽ tự động ngắt kết nối để chúng ta tiết kiệm pin. Đấy, và chúng ta có thể điều chỉnh được cái khoảng thời gian nó dài hơn, ví dụ như là 5 phút hoặc 10 phút. Tuy nhiên thì mình thấy là chúng ta sẽ cần 3 phút là đủ rồi. Ok. Rồi, và đây thì Casio họ sẽ còn cái mục là tutorial, cái hướng dẫn cho chúng ta nữa, thì các bạn chúng ta có thể xem thêm ở đây nha. Và các bạn có bất kỳ cái vấn đề gì trong quá trình sử dụng cần hỗ trợ thì các bạn hãy inbox trực tiếp cho Belo nha. Và chúng ta có thể tự động ngắt kết nối cùng với điện thoại khi mà chúng ta bấm một nút bất kỳ. Đấy, thì ngay lập tức là đồng hồ của chúng ta nó sẽ tự động ngắt kết nối. Rồi, và một số các bạn thì chúng ta cũng sẽ có hỏi những cái RCVD này, những cái ký hiệu như là RCVD này, Reminder này, hay là
HND này nó là cái gì. Thì xin thưa với các bạn là cái RCBD này nó là cái chỉ báo được cái tín hiệu radio control, tức là cái trên cái GBM201 này thì nó còn nhận tiếp nhận sóng radio từ 6 trạm và phát sóng radio của Casio ở trên toàn cầu để giúp cho chúng ta có thể tự động, đồng hồ nó tự động tinh chỉnh giờ qua sóng radio, nó đảm bảo cho chúng ta là nó sẽ luôn luôn được chính xác. Và khi mà nó phát màu đen này lên thì có nghĩa là đồng hồ của chúng ta đã nhận được đủ cái sóng radio rồi. Đó, và ở đây chúng ta sẽ còn có cái mốc nữa là cái reminder này, nó viết tắt của từ reminder, nó viết tắt là REM này, REM này. Thì cái REM này nó chính là cái nhắc nhở, khi mà chúng ta bật cái nhắc nhở lên thì nó sẽ sáng lên nha. Đó, còn HND này nó chính là cái tính năng hand strip, thì khi mà cái giờ kim và giờ phút nó có chẳng may nó che vào cái giờ số, thì khi mà chúng ta tự động chúng ta truy cập vào cái chế độ chỉnh giờ này, đấy, thì lập tức là dù cho đang là mấy giờ đi chăng nữa thì cái kim này nó luôn luôn quay về cái mốc là 12:00 để nó không che cái sắp đầy ổ cũng như là không che cái giờ số, để giúp cho chúng ta tinh chỉnh được một cách dễ dàng nhất. Và đó là một số những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy, đây có thể nói là một cái phiên bản G-Shock GA201 mà mình rất là ưng ý, và các bạn chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái công nghệ mới của Casio G-Shock, cũng như là những cái tính năng đã làm nên tên tuổi của Casio G-Shock từ năm 1983 đến nay. Đó, đồng hồ nó vẫn sẽ giữ nguyên được cái độ bền cũng như là cái khả năng chống sốc, giúp cho chúng ta sử dụng một cách an toàn và thoải mái, không phải lo nghĩ gì cả. Và thêm nữa là nó một cái thiết kế bát giác rất là đẹp của dòng GA201 đã rất là nổi tiếng ở trên thị trường rồi. Đấy, và chúng ta sẽ có thêm được tính năng kết nối Bluetooth cùng với cả touch solar, pin năng lượng mặt trời, cực kỳ là thuận tiện, giúp cho chúng ta không bao giờ phải lo lắng về cái việc mà thay pin nữa. Và đồng hồ sẽ được bảo hành 5 năm cho thân máy và pin trên toàn quốc, và Belo cũng sẽ đồng hành với các bạn trọn đời trong cái thời gian sử dụng của các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ có khá là nhiều những cái phụ kiện đi kèm, thì tất cả những cái phụ kiện này thì Belo cũng sẽ đều bàn giao đầy đủ cho các bạn khi mà chúng ta mua sắm những chiếc đồng hồ G-Shock tại Belo nha. Ok rồi, và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn trong video clip ngày hôm nay. Và các bạn có bất kỳ cái câu hỏi, cái thắc mắc gì thì chúng ta có thể inbox trực tiếp cho fanpage, hoặc là chúng ta có thể comment ở trong video clip này, thì Belo cũng sẽ cố gắng là giải đáp chi tiết và nhanh chóng nhất đến tất cả các bạn G-Shock fan yêu quý của Belo trong suốt 15 năm vừa qua. Ok, rồi. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn, và xin chào và hẹn gặp lại.